Hello, chào tất cả các bạn. Chào bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mở mật khẩu con Oppo F7 này mà không cần tháo máy nha bạn nha. Thì cái công cụ để mở thì các bạn cần chuẩn bị cho mình cái MRT này nha. MRT dongle nhá. Thì các bạn mà chưa có đầu tư thì các bạn có thể click vào cái link ở bên dưới mình có để đó. Các bạn có thể ủng hộ mình, các bạn có thể mua vào cái link đấy nhá. Đấy, thì cái này là MRT này. Thì ai mà chưa có thì các bạn nên đầu tư cái này, mở được khá là nhiều cái dòng Oppo các bạn. Thì tiếp theo thì các bạn sẽ tải cho mình cái MRT này về này. MRT mới nhất nhá, Việt 3.95 này. Mình có để link ở dưới phần mô tả nhá, để cho bạn tải về nhá. Rồi các bạn mở lên giúp mình này. Thì ở đây thì cái máy này đang bị mật khẩu nhá bạn nhá. Thì bây giờ các bạn chỉ việc tắt nguồn này đi và mở cái tool này lên và các bạn ấn và tự động nó chạy thôi. Cái MRT này thì hỗ trợ khá là nhiều dòng máy nhá. Thì mình thấy khá là rẻ mà sử dụng khá là tốt nên là mình khuyên các bạn là nên đầu tư một cái để đỡ phải phụ thuộc nhá. Rồi tiếp theo bạn chọn vào Oppo này. Ở đây thì các bạn sẽ chọn vào Oppo F5 nha. Chứ các bạn không chọn Oppo F7 nha. Các bạn chọn Oppo F7 nó sẽ không boot được nha các bạn nha. Nó sẽ báo file. Đấy, thì bây giờ các bạn sẽ chọn Oppo F5. Tiếp theo bạn chọn format và lock này. Rồi tiếp theo thì bạn ấn start này. Rồi ở đây thì máy các bạn tắt nguồn đi giúp mình nha. Đây. Thì các bạn có thắc mắc gì hay là có câu hỏi gì thì bạn cứ để lại dưới bình luận giúp mình. Rồi ở đây thì các bạn sẽ giữ volume cộng và volume trừ nha. Tiếp theo bạn ghim cáp này. Rồi các bạn ghim cáp, các bạn chờ cho nó boot này. Thì máy của các bạn phải cài driver đầy đủ vào nhá. Rồi đấy, nó nhận com rồi này các bạn. Đấy, bây giờ chờ cho nó boot thôi. Thì các bạn mà ai mà chưa có MRT thì các bạn cứ click vào cái đường link ở bên dưới, các bạn có thể tham khảo nhá. Các bạn mua qua cái link đấy để ủng hộ mình. Rồi, nó báo ARR Don như thế này là ok này. Rồi bây giờ thì các bạn chờ cho nó khởi động lên và các bạn kích hoạt thôi. Các bạn nhập cái mã này là xong. Đấy, mình thấy cái này thì cũng hơn 1 triệu đó các bạn ạ. Thì nó hỗ trợ, nói chung là nó update mãi mãi nha, không bắt mua phí lại theo hàng năm, nên là mình thấy đầu tư con này khá là ok. Thì các bạn đầu tư vài tháng là lấy lại vốn rồi. Rồi bây giờ thì chờ cho nó khởi động lên này. Thì các bạn ở quê hoặc các bạn cần chạy thì các bạn không cần phải phụ thuộc vào mấy anh mà chạy online cái thứ, đỡ phải nhờ vả nha các bạn nhá. Thì tính nha, các bạn chạy chục cái là lấy lại rồi. Đấy, thì đây Oppo F7 nhá. Rồi chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video